Nó nở ra bạn ơi, nở ra kìa. Wow, nó bung lửa ra thật kìa. Oh man, wow, lửa đỏ lắm bạn ơi. Nó còn la nữa kìa. Trời đất ơi, đáng sợ chưa bạn? Nhìn nó nè. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Cineno. Ở cái video hôm nay mình đã có những cái món đồ chơi mới, cụ thể là những cái món đồ chơi có khá là nhiều màu sắc và một bãi khủng long đột biến nha các bạn. Ok, kiểm tra với mình ngay lập tức nào. Đầu tiên là hai cái bãi khủng long mà cỡ nhỏ như thế này mình đã săn được trên sập bé, và kiểu dáng của nó sẽ trông như thế nào đây cho các bạn xem. Đây có thể nói là hai cái con khủng long khá là đặc biệt ha. Mà sao mình thấy nó hơi bị dơ ta. Hai cái phiên bản khủng long này khá là tức cười nha các bạn. Cái cổ nó khá là dài luôn, và nó có một cái giống như một cái ruột các bạn, một cái ống nhựa nha, ở phía bên trong để làm cái cổ của nó. Ở dưới phần bụng nó sẽ bị rỗng ruột nha các bạn. Một cái phiên bản là màu xanh lá, màu xanh, xanh hơi, có màu xanh lá một chút xíu các bạn. Rồi phiên bản còn lại là màu nâu cùng với sữa. Đây các bạn thấy nè, mặt của tụi nó là đang gọi là tức cười đó các bạn, khá là vui vẻ nha. Rồi cách chơi của hai cái con khủng long này thì chúng ta cần phải để cho nó đứng xuống ở cái vị trí này, sau đó mình sẽ kéo cổ ra nha. What? Oh man, coi chừng các bạn này ngã xuống nha. Mình sẽ cho cái cổ cong xuống xíu. Khủng long cổ dài nhưng mà phiên bản hơi độc lạ một chút xíu nha các bạn. Nè. What? Nhìn nó kìa các bạn. Trời đất ơi, ai mới là người cổ dài thực sự đây. Khủng long cổ dài mà gặp mấy bạn này chắc gọi là kêu bằng cụ luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, cái cổ nó kìa. Và nó có thể xây được nha các bạn. Cái cổ nó có thể xây được nha. Khá là vui luôn nha các bạn. Trời đất ơi, một con khủng long cổ dài phiên bản giống như hươu cao cổ các bạn. Nhìn nó giống hươu cao cổ thật sự ha. Thì các bạn. Trời đất ơi. Rồi, khi mà mình đã kéo giãn nó ra ha, và cũng như là tạo dáng cho nó rồi á, thì mình có thể gọi là cho nó trở lại trạng thái ban đầu được nha các bạn. Đó. Khá là độc lạ luôn, thấy chưa? Rồi, cho bạn này xuống lại nè. Các bạn sắp cho nó đúng ngay cái vị trí là nó sẽ chờ vị trí ban đầu nha các bạn. Đó. Đây là hai bạn khủng long cổ dài phiên bản khá là độc lạ của mình. Rồi, cho đứng sang bên nha. Tiếp theo là cái hộp khủng long này các bạn ơi. Đây, cho các bạn thấy cái hộp này á, nó là một cái con khủng long được nở ra từ một cái quả trứng nha các bạn. Và nó sẽ có khả năng gọi là nở ra giống như một cái trứng khủng long thật luôn nha. Mình thấy nó phun lửa các thứ nè các bạn. Oh man. Rồi, để xem nó có phun lửa thật sự như giống như cái bao bì mà nó in không các bạn nha. Rồi. Wow. Rất là lớn nha các bạn, một cái trứng khủng long siêu to khổng lồ luôn nè. Rồi. Đó, cho các bạn thấy ở trong này nó có một cái chai nước nè, với một cái đế để chứa pin. À, vậy là phiên bản này là sử dụng pin các bạn ơi. Đây, mình chưa thấy ba cục pin ở trong này nha. Bây giờ mình sẽ bỏ ba cục pin vào. Sau đó mở cái quả trứng này ra để coi bên trong nó là khủng long gì nha các bạn. Đây các bạn, đây là cái hình dáng mà cái quả trứng này của mình đã nở ra nha các bạn ơi. Đây là một quả trứng khủng long thực sự luôn nha. Đó, rất đáng sợ nha các bạn. Trời ơi, mình thấy nó giống con rồng thì đúng hơn các bạn ơi, tại vì nó có khả năng phun lửa mà. Nhưng mà cái này nó để là cái trứng khủng long nha các bạn. Đó, và khi nó nở ra thì nó sẽ phun lửa màu đỏ ra, rồi đồng thời con mắt nó sẽ phát sáng màu xanh lá cây, rất đáng sợ ha. Đó, và nó có thể phát ra những cái âm thanh gầm rú như một con khủng long hay là một con rồng gì đó các bạn ơi, rất đáng sợ luôn. Wow, đây có thể nói là một quả trứng khủng long hoặc là một quả trứng rồng nha các bạn, rất đẹp ha. Đó, và nó tự động mở ra nha các bạn. Sau khi nó nở ra thì nó sẽ phun lửa ra, rất là đẹp và chất lượng luôn. Wow, đúng là một cái quả trứng mà phiên bản gọi là tự động các bạn, rất sạc, rất đã ha. Đó, thấy chưa, phun lửa ra, thấy chưa, mạnh chưa, quá mạnh luôn các bạn ơi. Trời ơi, đáng sợ quá. Rồi đợi ăn. Đó, đợi ăn các bạn ơi. Rồi, trở lại trạng thái ban đầu. Và cái nhân vật cuối cùng ở cái video hôm nay đó là một cái con khủng long có tên là Tyrannosaurus, một con khủng long bạo chúa nha các bạn, và Dinosaur Into the Forest World. Ok, mình sẽ cho các bạn xem cái vỏ hộp nha. Đó, ở đây là có thao tác chơi, cách chơi cũng như là cách lắp đặt pin nè. Đó, khủng long bạo chúa nhưng mà phiên bản có cánh nè. Ở đây nó còn ăn thịt cả một cái con Stegosaurus nữa nha các bạn, đáng sợ chưa. Rồi, mở hộp đó các bạn. Rồi,
Wow, cũng rất là lớn nha các bạn. Đây các bạn nhìn xem nè, cái màu của nó hơi tối nha các bạn. Nè, nó có một cái quả trứng ở phía đằng trước nữa các bạn, thấy không? Đầu lắc lư nè. Ok, mình sẽ lắp hai cái cánh vào cho nó nha. Vậy là con này có cánh đó các bạn. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi các bạn ơi. Và pin đã được lắp vào nha. Nó cũng sẽ cần đến 3 cục pin 1.5V nha. Các bạn có thể thấy là cái con khủng long bạo chúa ở phiên bản này nó có cánh rất là độc lạ ha. Và trên sừng nó có rất là nhiều gai mà giống như những cái sừng các bạn ơi. Mà có màu đỏ nè, trên lưng có đỏ nha. Và phần đuôi nữa, mình nghĩ là những cái chỗ đó là sẽ phát sáng đèn nha các bạn. Phần mắt với phần lưỡi nữa nè. Rồi phiên bản này nó sẽ có một cái quả trứng ở phía trước, có một cái bánh xe ở phía dưới để nó có thể di chuyển được nha các bạn. Rồi, để xem cái con khủng long này sẽ hoạt động ra sao nha. Bật công tắc lên nè các bạn. Công tắc đâu ta? Ủa? Đây bạn. What? Chạy gì vậy? Kỳ vậy? Bị gì bạn ơi? Bị hư rồi. Wow. Phần đuôi phát sáng đèn nè các bạn. Phần lưng phát sáng đèn nè. Và phần đầu phát sáng đèn luôn nha. Đó. Phần lưỡi thì có đèn 7 màu nè các bạn, nhìn xem. Đó. Wow, cái phiên bản này nó rất là đẹp nha các bạn. Tuy nhiên là nó đã bị lỗi rồi các bạn ơi. Mình nghĩ lỗi này là do bên nhà sản xuất rồi, hoặc là do bên vận chuyển rồi các bạn ơi. Khi mình cảm giác là cái con khủng long này nó đã bị vỡ một chút xíu rồi, các bạn thấy không? Đấy nè, chỗ này nè, thấy không? Dẫn đến là cái việc cái trứng này á, cái bánh xe với cái trứng này nó không hoạt động các bạn. Có thể là nó bị gãy một cái mối nối hoặc là một cái bo mạch gì ở bên trong rồi các bạn ơi. Oh man, trời ơi. Nhưng mà cái con này rất là đẹp nha các bạn. Mình cảm giác là cái kiểu dáng của nó chơi nó sẽ rất là linh hoạt luôn á. Có nghĩa là nó sẽ, cái bánh xe nó sẽ xoay và con khủng long này nó sẽ di chuyển cái đầu với lại cái tay như thế này nè. Đó, và nó sẽ phát sáng đèn rất là đẹp nha. Tuy nhiên là cái phiên bản này bị lỗi rồi. Mình nghĩ là mình nên feedback lại cho cái bên giao hàng thôi các bạn ơi, cái shop này thôi. Oh man, một con khủng long mà phiên bản bạo chúa mà phiên bản có cánh nha các bạn ơi. Nhìn rất là dữ ha. Đó, có đèn phát sáng ở mắt, ở miệng, ở lưng, ở cổ, ở đuôi. Đó, và cái trứng này cũng phát sáng luôn nha các bạn. Ok, đó, đó là những món cái đồ chơi mà mình đã có video hôm nay ha. Bây giờ mình sắp xếp lại và tổng hợp lại một lần nữa cho các bạn cùng xem nha. Và đây là những cái bạn khủng long mới ở cái video hôm nay của mình nha các bạn. Đây là bạn hai bạn khủng long cổ dài, một bạn là màu cà phê sữa, một bạn màu xanh ha. Rồi, các bạn còn lại là một bạn khủng long bạo chúa phiên bản canh trứng, có cánh, có đèn phát sáng ở mắt, lưỡi, miệng, lưng và đuôi. Đó, có thể phát ra âm thanh rất là giống một bạn khủng long thật ha. Rồi, nhưng mà nó bị lỗi. Ok, còn lại là cái trứng mà cái phiên bản gọi là tự động nở ra như thế này các bạn. Khi mình bật công tắc thì nó sẽ tự động nở ra ha. Và khi nó nở ra thì cái con khủng long này nó sẽ phun lửa màu đỏ ra, rất đáng sợ ha các bạn. Đồng thời nó sẽ phát ra âm thanh là kiểu như là đang đói bụng nha, cần được cho ăn. Đó, rất là hay và xịn ở cái video này ha. Các bạn thấy thích nhân vật nào hãy để lại bình luận cho mình biết. Đừng quên ấn like, subscribe cũng như là follow kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.